Sáng nay ngày 5 tháng 9, Đà Nẵng triển khai thực hiện quyết định 2905 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống COVID-19 trên địa bàn, theo tinh thần chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, các cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm trong khu vực vùng xanh được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ, ghi nhận của phóng viên thời sự ngày đầu thực hiện quyết định 2905 của thành phố. Tại cửa hàng tạp hóa Ý Nga nằm trên đường Hoàng Việt, khu vực vùng xanh của phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, từ đầu giờ sáng lượng khách đến mua vật dụng thiết yếu khá đông nhưng nhìn chung rất trật tự. Chủ cửa hàng tạp hóa cho biết khi nghe tin thành phố có chủ trương cho các cửa hàng tạp hóa nằm trong khu vực vùng xanh được mở cửa, gia đình đã thiết lập rào chắn, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong buổi sáng, cửa hàng thông báo sẽ đóng cửa vì hàng trong kho đã hết. Trước đó giãn cách thì còn hàng còn ít lắm. Còn nói chung là khi mà ngày giãn cách thì họ mua rất là nhiều. Cho nên là dẫn đến tình trạng là không còn hàng để bán nữa. Thì sau giãn cách thì còn có gì bán lái thôi, chứ còn không có gì bán hết. Còn trên các đường phố chính, nơi được xác định là vùng xanh của quận Hải Châu, lượng người ra đường rất ít, các điểm buôn bán nhỏ lẻ vẫn đóng cửa. Trên đường Hoàng Diệu, siêu thị mini Binmart chuyên cung ứng thực phẩm qua mạng online. Ngày hôm nay, tổ chức bán lẻ cũng chuẩn bị đóng cửa vì chưa có giấy phép ra ngoài nhận hàng cung ứng. Hiện tại cái giấy mà vận chuyển hàng hóa của bên cửa hàng đã hết hạn vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 9. Thì cửa hàng mong là cơ quan nhà nước cấp cho cái giấy nhận diện phương tiện giao thông để cửa hàng nhận hàng về, cung cấp cho bà con và giao hàng cho những bà con mà không thể đến trực tiếp ở cửa hàng được ạ. Theo ghi nhận của chúng tôi, các khu vực vùng xanh trên địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và một số phường thuộc quận Hải Châu, các quán ăn, nhà hàng, quầy tạp hóa dường như chưa mở cửa trở lại. Người dân cho biết, theo quy định, để được mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, chủ quán ăn, nhà hàng, quầy tạp hóa phải có giấy phép đi đường gắn mã QR code do Ủy ban Nhân dân xã phường cấp mới được ra ngoài tìm nguồn cung ứng thực phẩm hàng hóa. Nhưng hiện nay, các địa phương chưa có mã QR code cấp cho đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ. Thì hiện nay tại địa phương chúng tôi á, thực chất hiện nay là phường cũng chưa được cấp cái mã QR code để cấp giấy phép đi đường cho các cái cơ quan này, các cái cửa hàng tạp hóa, rồi người ta được phép bán mang về. Thì chính vì đó là chúng tôi chưa cấp được thì vì chưa có cái mã QR code đó. Thì cái này chúng tôi cũng đang liên hệ với lại chỗ sở để có cái đề nghị là sớm chuyển về để giải quyết cho người dân được phép buôn bán. Để quyết định 2905 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sớm triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho người dân nằm trong khu vực vùng xanh, giao thương hàng hóa. Các ngành chức năng sớm cung cấp mã QR code để các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhập hàng cung ứng và vận chuyển hàng hóa phục vụ kịp thời cho người dân địa phương vùng đang được nới lỏng giãn cách.